Trường hợp 7, thầy chùa Hòa Thượng Thích Biểu Chánh. Thầy chùa Thích Biểu Chánh này hiện là Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy là một Hòa Thượng, cũng là người có chức vụ trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, như thầy Thích Biểu Chánh này lại không có quyển giáo lý đạo Phật, mà chỉ dựa vào sự tưởng tượng của mình để giảng dạy, không đúng một chút nào. Ngoài ra, Hòa Thượng còn ngang nhiên công khai đăng đàn hiến kế cách moi tiền người khác bằng cách kết bạn Zalo và Viber với hàng ngàn Phật tử. Đến ngày sinh nhật của họ thì tìm cách nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Từ đó, Phật tử sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình. Hòa Thượng này cũng bày vẽ thêm là lên mua sắm điện thoại thật xịn, có thể kết bạn với hàng ngàn Phật tử để có thể chúc mừng sinh nhật nhiều người hơn. Từ đó, tiền vô như nước sông Đà. Bọn Đức Pháp từ nào chết tập bế tư, lúc đó còn 16 tuổi, mới thọ sẽ ghi xong, ra đất mà đáp mời Đức Pháp rồi. Thiệt lý tới khoảng chừng 2010, mà cũng kêu ai biết mình là ai. Nó gọi là nó hấm hiu vậy đó. Nhưng mà thật sự mà nói rất là ngại, như mình làm tôi cũng biết cái trong một điều. Ông thầy nói là bây giờ thượng tọa phải sư phải nghe và đưa tiền thăm lên. Mà muốn nói là tội ngại lắm, mình lên mình thiết rồi mình làm thì có gì hết hơn cái gì là người này nói rồi kia nói. À rồi đó, mình cũng ngại mắc cỡ ngại. Nhưng mà khi từ khi nghe cái lời khuyên tỏ từ thì bây giờ những bài hát của con trên mạng bây giờ nó bao la tiền vô như nước sông Đà. Những người không quen biết mình họ vẫn có tiền cho mình. À con xin nào mà 30 giây để hiến kế, chẳng phải nói vậy. Hiến kế thăm qua tiền thăm để có tiền và có quần chúng. Chúng ta dùng cái mạng Zalo và mạng Viber. Và đây kinh nghiệm của con nha. Còn lấy tiền từ và Zalo và Viber, lấy tiền ở đâu? Thí dụ như Phật tử đến gặp chúng ta, những người quen thân, nên là kết cái điện thoại của vô cái điện thoại của mình thôi. Đó, xong, hết. Thì tới ngày sinh nhật của họ đó, thì nó hiện lên cái Zalo. Cái mình happy birthday họ. Nó tự nhiên cái ngân hàng của con nó tin 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 tin. Mình nhắc họ, nhắc có tôi đây. Rồi mới chúc mừng bà, mới chúc mừng ông. Wow. Rồi, cái Viber cũng nó cũng hiện lên sinh nhật luôn. Và ở đây mình có hai cái, đó là giữ nguồn chúng cho Phật giáo. Và chúng ta phải làm. Thứ hai thì nếu người nào có duyên, họ có điều kiện, nếu họ có muốn cúng, họ sẵn kịp đám tiệc gì của họ, đám cưới, đám ma gì đó của họ, thì họ sẵn cái cơ hội đó họ mới chuyển cho mình được kết. Ít nhiều gì cũng có là tích góp gió thành bão. Mà Zalo có thể nâng lên tới 1000 người. Mà nếu như trường hợp mà cái máy mình nó đầy thì mua máy khác. 2000 người, 3000 người. Rồi mà một năm mình có cái điện thoại của họ, một năm mình tiến liên lạc có một lần thôi. Là sinh nhật của họ thôi. Kinh hết. Ngoài ra, Hòa Thượng Thích Biểu Chánh này cũng thẳng thắn tâm sự. Ai cũng dường 5 triệu thì Hòa Thượng mặt nhăn như mặt gì. Phải chi cúng 50 triệu thì còn được. Đó là xem như là mình nói hoài không ai cúng đồng nào hết. Nói riết họ phiền não luôn. Có nhiều khi mình thấy Phật tử đó, giàu có đó, mình nghĩ họ đi chùa mình. Mình nghĩ rằng là mình khi mình xây chùa lên thì cái gì Phật tử đó họ sẽ cúng dường cho mình khá. Nhưng mà chờ hoài, em ru và ru cũng thấy lên tiếng vậy. Rồi khi mà mình nóng ruột mình lên tiếng, người ta cũng cúng tượng trưng vậy thôi. Tôi nhớ có lần đó tôi thấy tôi bị sốc. Tôi thấy cái gì đó họ cúng với chùa nhiều khác nhiều lắm, họ cũng quen tôi lâu lắm rồi. Mà tôi lên tôi làm cái chùa cũng mấy tỷ, cả chục tỷ rồi. Nhưng mà mình hơi, rồi mình thấy sốt ruột, họ không lên tiếng, mình lên tiếng. Mình sốt ruột. Cái trụ trì có cái bệnh đó, bệnh sốt ruột. Thấy người ta cúng chùa khác ào ào mình sốt ruột. Thì mình lên tiếng họ cúng tôi có 5 triệu bạc. Tôi cầm 5 triệu bạc mà mặt tôi nó nhăn giống như là cái gì. Nếu họ cúng 50 triệu thì mình còn ăn uống được. Mình nghĩ cái người để chắc mình làm cái chùa này họ sẽ cúng khá, nhưng mà còn cái người đâu á, mình không biết đâu á. Họ cầm tới họ đưa tôi 700 triệu. Khi tôi xây cái chùa đó, chánh điện cái thiền viện Bích Sơn. Bây giờ có thể ngồi cả 1000 người á, 1500 người được.
Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang và Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, đây là trường hợp thứ 7 của Hòa Thượng. Con sâu làm giàu lời canh mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần cung cấp thông tin. Những phát ngôn trên của Hòa Thượng Thích Biểu Chánh, Phó trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là lỗi sỉ nhục lớn nhất dành cho danh dự của một tu sĩ đạo Phật chân chính. Không còn cách nào khác, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải nghiêm túc xử lý ngay trường hợp cụ thể này của Hòa Thượng Thích Biểu Chánh này. Đây không phải là tư cách và đạo đức của một vị tu sĩ đạo Phật chân chính, chứ đừng nói chi là một vị hòa thượng. Nhân dân kính đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần loại bỏ Hòa Thượng Thích Biểu Chánh này ra khỏi hệ thống giáo hội Phật giáo của mình để làm gương, đồng thời mời công an vào cuộc điều tra như đã hứa.